Quý em sử dụng xin chào cả nhà. Hôm nay sẽ là sáng ngày 26 tháng 6, em sẽ chia sẻ hình ảnh công trình cầu Rạch Miễu 2 phần 2 trụ chính dây văng. Hiện tại tiến độ mới nhất như thế nào, gửi cả nhà mình cùng xem nhé. Và hiện tại em đang di chuyển khu vực này là khu vực của cầu Thế Sơn. Đây là những trụ cầu dẫn đã được nối liền với những nhịp cầu rất là dài, rất là đẹp, với 14 nhịp dầm cầu đã được lắp hoàn tất ha. Em đang di chuyển đến phần những chân trụ cuối ở khu vực cầu Thế Sơn, những chân trụ như là 37, 38 và mố 39 ha. Thì ở đây em đã thấy là những cái dầm cầu đã được lắp nè, và đã tiến hành lắp thép rồi đổ bê tông một số mặt cầu cũng rất là dài. Và ở phía dưới này thì các anh đang tiếp tục lắp những cái bảng liên tục nhiệt để kết nối từ nhịp dầm này với những nhịp dầm kế tiếp. Và đây hình xa xa là phần hầm chui của phần mố cầu của công trình cầu Rạch Miễu 2. Ở dưới đây thì những phần nhịp cuối này đã được đổ bê tông phần mặt cầu hoàn tất, và hầm chui cũng đã được đưa vào sử dụng. Bây giờ em sẽ từ từ di chuyển quay trở lại những cái phần mặt cầu nè của cầu dẫn phía bên bờ cầu Thế Sơn, và sẽ di chuyển ra ngoài khu vực của những phần trụ chính dây văng để gửi hình ảnh mới nhất tiến độ của hai trụ chính dây văng đến cả nhà cùng xem. Đây là hình ảnh xa xa khu vực của cầu Thế Sơn ha. Ở đây là một cái đường dẫn để lên cầu chính dây văng rất là dài rồi, phía khu vực cầu Thế Sơn. Ở đây đã được lắp bảng liên tục nhiệt nè, nó đã được đổ bê tông bảng liên tục nhiệt. Cái phần nhiệm tiếp theo thì ở đây các anh vẫn đang tiến hành lắp thép á, để chuẩn bị lắp cho bảng liên tục nhiệt tiếp theo, cho nhịp này kết nối với nhịp kia. Thì theo em đi những cái cầu nhìn thấy á, thì cái phần bảng liên tục nhiệt này nó sẽ im hơn những cái phần mà khe co giãn răng lược đó nha. Thì đi qua những cái khe co giãn răng lược hay bị sóc sóc vì co giãn răng lược nó hay bị giãn ra. Đây là những cái phần mặt cầu đang tiến hành để lắp những cái phần bảng liên tục nhiệt. Đó, em sẽ di chuyển từ từ. Và đây là những cái dầm cầu được lắp sau nè. Hôm nay thì khu vực này các anh vẫn đang tiến hành chuẩn bị lắp thép để phải đổ bê tông cho cái phần mặt cầu. Và đây là ở phần trụ neo B21 nè. Và bây giờ em sẽ di chuyển qua phần trụ chính dây văng B20
để gửi hình ảnh mới nhất về tiến độ mới nhất của sáng ngày 26 tháng 6, 2024 để chia sẻ với cả nhà. Tiến độ ở phần hai trụ chính dây văn hôm nay đẩy nhanh tiến độ rất là nhanh luôn. Và ở đây là phần thân đốt của trụ chính dây văn B20 nè. Thì B20 đã lắp thép nè, cho đốt thứ 26 ha. Và hiện tại thì các anh đang tháo ván khuôn xe leo để thay ván khuôn khác. Đây, phần thân trụ thượng nguồn đã được tháo ván khuôn của xe leo này để thay cái phần ván khuôn khác ha. Hôm nay các anh vẫn tiếp tục lắp thép của phần thân trụ hạ nguồn nè. Này thì sáng sớm các anh mới vào ca, mới vừa di chuyển từ bệ trụ lên cái phần đốt thân trụ này. Và hiện tại đang tiến hành lắp thép ở đốt thứ 26. Ở dưới đây là phần đà ngang cho thân trụ nè. Đây phần đà ngang thì đang tiến hành được lắp rất là nhiều cái cột chống tiêu chuẩn để chuẩn bị lắp ván khuôn cho phần đà ngang trên của trụ chính dây văn B20. Và ở dưới phần đốt mặt cầu K0 này cả nhà, đã tiến hành được lắp rất là nhiều thép rồi. Và bây giờ em cũng sẽ di chuyển để tới gần hơn cả nhà cùng xem. Thì ở đây đã tiến hành lắp được rất nhiều thép phía bên trong bờ và phía ngoài giữa sông nữa ha. Thì theo thông tin em được biết thì khối K0 này sẽ được đổ đặt luôn với số lượng là 350 tấn thép và với 1.000 khối bê tông, rất là lớn và rất là nặng luôn cho bản mặt cầu đầu tiên của khối K0 này. Đây hai bên thành vách ứng nè, cái phần ván khuôn rất là cao luôn và thép cũng đã được lắp theo cái phần vách ván khuôn này rất là cao luôn cả nhà. Đây số lượng thép rất là khủng trên bản mặt cầu K0 này. Và các anh cũng đang tiếp tục tiến hành lắp thép để chuẩn bị sau khi hoàn thiện sẽ đổ bê tông mặt cầu đầu tiên ở phần trụ chính dây văn B20 phần đốt K0 này.
Và bây giờ em đang di chuyển qua phần trụ chính dây băng B19, khu vực đây là phía bờ Bình Đức, Châu Thành, Tiền Giang. Thì trụ B19 này cũng đang rất là đẩy nhanh tiến độ luôn. Thì em đến đây thì cái phần bên trụ B20 các anh công nhân thì chưa lên làm việc ha. Thì phần bên trụ B19 các anh đã tiến hành vào việc rất là sớm. Đây là phần của trụ chính dây băng B19 nè. Thì hôm nay ở phần trụ chính dây băng B19 này đã tiến hành lên xe leo cho đốt thân trụ thứ 23 rồi cả nhà. Đây, ở đây thì vừa tiến hành được lên xe leo cho đốt thân trụ thứ 23 của trụ chính dây băng B19 khu vực Cồn Thới Sơn. Đây, xe leo đã được lên thì các anh tiến hành sẽ lắp thép những công đoạn cuối và sẽ tiến hành đổ bê tông cho cái phần đốt thứ 23 này. Và phía dưới này là hai cái ống màu xanh thì kết nối phần hai thân trụ ha. Đây là đà ngang dằn tạm cho hai thân trụ kết nối vào nhau, không bị chênh lệch về thông số khi kết nối vào những cái cẩu này cả nhà. Và đứng dưới đây là phần đà giáo K0 của phần trụ chính dây băng B19. Thì phần đà giáo K0 hôm nay đã tiến hành lắp ván khuôn đá cho đốt K0 rồi cả nhà. Đây đã tiến hành lắp ván khuôn đá ha. Đây là phía ngoài của lòng sông Tiền, đây là hướng ra giữa sông đó cả nhà. Và có rất nhiều xà lan rồi rừng cẩu để phục vụ cho việc thi công lắp phần đốt K0 cho phần trụ chính dây băng B20 này. Đây đang tiến hành lắp ván khuôn đá cho đốt K0 đầu tiên của trụ chính dây băng B19 phía bên khu vực Cồn Thới Sơn. Ở phía bên trong thì vẫn chưa được tiến hành lắp ván khuôn nha. Các anh vẫn đang tiếp tục lắp những thanh đà ngang của đà giáo K0 để tiến hành chuẩn bị lên phần ván khuôn cho đốt K0 này.